Đây, mỗi mạch này nó là 120W ha, để lo 3 tắc đơn. 3 tắc đơn thì sử dụng 3 tắc đơn dạng nặng đó ha. 120W nè. 3 tắc đơn dạng nặng hoặc là 2,5 tắc đôi. DSP lập trình chống hú. DSP lập trình chống hú ha. Cam mượt luôn á. Cam mượt luôn á. Đây bên trong của nó đây. Cao đang lắp với micro này ha. Dây micro này. À, cắm vô mid pin nè, đang test với mid pin nè, mid độ xinh á. Này quay bên trong nè cho xem ha. Này là lắp bình ắc quy nè, đang lắp cái bình này. À, thì đối với mẫu mạch này bắt buộc phải có bình nha, mới chạy được nha. Hiện tại là nó không có nguồn, chỉ kèm theo cục sạc thôi, cục sạc 15V 2A. À, nếu mà chạy lo nhẹ thì có thể chạy luôn cục sạc, nhưng mà khuyến khích là không được chạy ha. À, mau hư sạc, kiếm cái bình mình dùng, chạy mạnh mà bền lâu dài ha. À, trong ba mạch nè, con này nó đánh mạnh tại sao nó có boost áp nha. Những con nào mà muốn đánh mạnh thì phải đều có boost áp hết. À, không có boost áp thì tạm nó đánh lo nhẹ thôi, không có đánh mạnh được đâu. Đó. Vì xe này dưới miếng nhôm này ha. Xe 8676 120W ha. Âm thanh nó tuyệt vời lắm. Dạng lập trình mà. Đó. Lập trình. Xíu thử cô nó có gần giống như tiếng Reverb hay không ha. Đây. Thử nha. Chống hú luôn á, đừng đứng sát lo luôn, đứng trước nè, có diện lo luôn. Một à, chỉnh nhẹ lại chút đi, này chỉnh mắc volume hết luôn, muốn thử chống hú vậy, đẩy mắc volume, mắc chín luôn nè, đó, này quên mic. Một hai giảm nhẹ lại xíu nữa. Ok, ý có nghĩa là sao? Mình chỉnh sao mà nó vừa phải thôi. Đó, mình ca nhẹ, nó không bị hú. Ha. Còn đây mình đang muốn thử chống hú là mình cái gì mình cũng để mắt lên hết, coi thử cái chống hú nó có hiệu quả hay không chứ ha. Mình nói nó hiệu quả mà mình thử không thật là không được ha, phải thử thật. Ha. Đây mình đang thử thật luôn nè. À, phải dí vô nó mới kêu, còn không dí nó mới kêu. À, thì đa phần mình dí vô miệng chứ mình đâu dí vô lo chi ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok, đối với cái dạng mạch xoay 8676 thì âm thanh nó là tuyệt vời luôn ha. Mình thử nhạc cho các anh em nè, mình nói có đúng hay không. À, âm thanh nó có tuyệt vời hay không ha. Cái tiếng của nó hay lắm. Rồi kết nối Bluetooth ha, tên là Butter Speaker ha. Đó. Nhìn chung là các mẫu mạch của mình là cái tên Butter Speaker nha. Đó, nên em lưu ý. Rồi thử nhạc đây. Yeah,
đánh hấp dẫn lắm nha. Con xe này xe 8616 đánh hấp dẫn lắm. Đó, chứ không phải đánh phượt cái vui đâu ha, không phải đâu. Đánh hấp dẫn lắm. Nghe nhạc Bolero là cũng là hấp dẫn luôn. Phải quảng cáo cho các anh em đâu mà sự thật như thế. Một đời lính đánh trắng tay yêu em nhiều bao năm ngại cưới. Xưa mình về yêu thương đâu khi đời mình nghèo khó mãi. Để rồi hôm nay xót xa khi nhìn. Quá hay luôn ha, quá chất lượng luôn ha. Cái đó không phải quảng cáo đâu, qua điện thoại người ta cất tất cơ thở anh em là nó giảm xuống mấy phần trăm thôi, chứ mà mấy anh em mà tết thiệt sẽ biết ngay à, mà nó cũng cần phải giới thiệu gì nhiều đâu ha. Nghe cái là mơ luôn, phê luôn ha, kêu chưa. Cái bây giờ mình chỉnh cái echo giảm nhẹ lại, các anh em nghe kỹ nha, thử nó cái tiếng nó có giống reverb không nha. Đây, nghe kỹ nha. Thì các anh em nói là bây giờ mạch nào tôi cũng giảm echo xuống là còn giống tiếng reverb, không phải gì đâu nha, không phải đó, mà phải dạng lập trình nào mới được đó. Dạng lập trình thì ở trong đó nó đã lập trình nó gần giống tiếng reverb rồi, mình giảm echo xuống nó mới gần giống tiếng reverb được nha. Cái này là dạng echo lập trình, nó khác dạng echo truyền thống, hai cái nó khác nhau hoàn toàn đó. Thì như vậy là cái phần echo đó mình thử giảm nhẹ xuống thì nó gần giống tiếng reverb. Thử lại lần nữa cho các anh em ha, mình nghe kỹ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 đó, ok chưa. Các em kết thúc video tại đây.